Rồi em chào tất cả anh em nha. Em chào tất cả anh em đến cái kênh Tiệm Sắt Đức Thắng nha anh em. Em chào bà con cô bác. Anh em lên tiếp cho anh em một con máy NSA50 nè. Dòng này bạc đạn anh em. Bạc đạn nhưng mà nó có một cái là ngoại hình hơi xấu nha. Ngoại hình hơi xấu rồi em bán rẻ cho anh em bà con mình xài. Thì anh em cũng thông cảm, bây giờ thứ nhất là mình lấy lô thì cũng có đẹp có xấu, chứ không phải cái nào nó cũng đẹp xuất sắc, mà cũng không cái nào mà nó quá xấu, mà xấu nhiều hơn đẹp nha bà con. Chủ yếu là cái máy tụi em quan trọng là thứ nhất là máy zin. Em đem đến cho anh em những cái dòng máy mà nó còn zin thì máy sau thì em báo hiện trạng vậy ha. Cái dòng này thông thường nếu mà ngoại hình mà nó tương đối á thì ở cửa hàng em đang bán với cái dòng 50 mà bạc nạn này là 3,5 triệu nè. Còn máy này ngoại hình xấu ha, thì em cũng nói trước cho anh em mình ngoại hình hơi xấu. Còn máy thì em bao zin tất tần tật hết, mình bu lửa bu e, cái nào mà nó có lai đồ thì em sẽ báo cho bà con là nó có lai đồ. Đây NSA50 bu e xét, bu lửa xét luôn. Cái tâm thì cái này thì xài không biết chừng nào hư, nhưng mà ở đây cũng xét nha anh em. Đó, ngoại hình thì nó vậy đó, còn trong lốc là để em quay gần cho anh em nè. Máy này thì cái này chắc cũng bị sơn phủ rồi. Còn ốc nền thì nó còn nguyên vậy nè. Đó, anh em quay dần chi tiết cho anh em mình coi nha. Này là NS50. Nó quay dần để cho anh em thấy rõ hơn. Sao nhiều khi mình mua xa rồi sợ không biết về cái máy nó sao thì em có sao nói vậy ha. Cái thùng dầu thì anh em lưu ý giùm em nha, hơi sắp xét. Rồi anh em xúc rửa lại giùm em. Đó, cái này thì còn nguyên si. Anh em nào mà muốn làm cái nắp nước thì alo em ha. Anh em làm cái nắp nước là 60 ngàn. Em làm lại hai cái nắp nước mà nó có câu á, đang về cho anh em bơm nước ruộng hay là mình sử dụng cái mục đích nào, hoặc là chạy sông cũng được. Cái máy này thì thông thường như cái chỗ em đang bán á, thì anh em bà con nào có cái vuông tầm cỡ khoảng 8 công đến 10 công, 12 công thì bơm cái này là ok. Còn nếu mà cái vuông mình nó lớn hơn thì mình nên chọn những cái dòng máy lớn hơn cho thích hợp nha. Ngoại hình nó gì đây, ổng qua lem lem luốc, cái này giống hịch em luôn, nhìn nó hơi bèo nhiều te đua chút. Cái ốc này thì nó hơi xét anh em nè, con heo thì con heo zin, ốc thì nó hơi xét. Rồi em cũng báo giá trực tiếp cho anh em coi luôn, nghe luôn, là cái máy này tại cửa hàng em á, thông thường là cái máy nãy em có nói cái vàng long tầm trung á thì 3,5 triệu. Còn cái máy này nó bị xấu nè, nói chung là áo nó xấu, mặt đạn nhưng mà xấu. Thì này em tính anh em là 3,3 triệu, tiền ship là 300 ngàn. Anh em nào mà có làm được thì nhắn tin alo cho em ha, để em nhờ cháu nó qua nó quay nó test cho anh em. Rồi con quay test đại đi, ngồi dẫn nó sau vậy như. Bông ga này thì ngồi em sẽ gắn lại cái bông ga mũ này cho mình dễ dặn ha. Rồi nó bơm xấu xấu bơm dữ nha. Cái ngoại hình nó cũ nhưng mà máy chạy còn rất bốc anh em.
Để em nhờ thợ em test lại quay cho anh em coi cái nữa ha. Em tính nó không được êm hung nhưng mà nghe tiếng máy thì dân trong nghề mình biết máy còn chạy rất là đạt. Đó, nó bơm cốc cốc vậy. Đó, bén này này. Còn cái nắp này thì nữa em đổi lại cái nắp cho anh em nha. Nắp này hơi văng văng. Rồi anh em nào làm thì để em báo giá lại nha. Cái này bình thường em bán 3,5 triệu, mà bữa nay em tính cái này là 3,3 triệu. Tiền ship em bao. Còn tiền ship em bao toàn quốc đó, đối với dòng 70 trở xuống là 300 ngàn một cái. Còn anh em nào mà có chốt có máy thì vui lòng thì em cũng nói trước ha. Cọc dùm em 300 ngàn. Đi những cái hàng hóa này nó nặng. Nó nặng là bởi cái phí vận chuyển nó hơi cao. Anh em cọc đúng 300 ngàn cái tiền phí ship. Còn phần còn lại thì máy đem đến nhà mình thì mình kiểm tra, đúng như em nói thì mình trả tiền, còn không đúng thì anh em có quyền không lấy ha. Còn anh em nào muốn cập nhật những cái thông tin gì bên máy nổ hoặc máy xăng, máy dầu, máy cỏ gì thì cứ alo trực tiếp cho em hoặc là vào trang tiệm sắt Đức Thắng đăng ký giùm em ha. Em có đăng những cái dòng máy nào thì anh em sẽ nhận được cái thông báo mới nhất. Rồi em chào tất cả anh em nha. Em chào thợ cắt cỏ của em luôn. Nó quay mà em hồi hộp. Tại nó không có quen bà con ơi. Nó làm bên máy xăng nó không quen. Rồi em cảm ơn bà con nhiều bà con ơi.